Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube MVWork. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về bệnh cầu trùng, các công cụ để kiểm soát bệnh cầu trùng. Thì về quản lý bệnh cầu trùng thì chúng ta có cách tiếp cận một cách toàn diện. Ví dụ như chúng ta có những cái công cụ chuyên biệt như là về quản lý nè, cũng có thể kiểm soát được bệnh cầu trùng, rồi kiểm soát về dinh dưỡng hay là công tác thú y. Đối với lại các công cụ chuyên biệt thì chúng ta có thể sử dụng như là phát triển cái miễn dịch đặc hiệu bằng cách chủng ngừa vaccine cầu trùng, hay là chúng ta có thể sử dụng hóa chất đặc hiệu thuốc ngừa phòng cầu trùng trong thức ăn. Thì đối với lại cái việc mà sử dụng các công cụ mà để kiểm soát cầu trùng thì chúng ta có thể sử dụng bằng phương pháp quản lý là tăng cường hệ miễn dịch, hay là sử dụng về các chất dinh dưỡng để kiểm soát cầu trùng. Thì thông qua đó chúng ta có thể sử dụng các chất kháng cầu trùng cũng như là vaccine cầu trùng. Thì đối với lại cái công cụ mà chúng ta quản lý á, thì chúng ta sẽ giúp cho giảm được stress và mức độ lây nhiễm. Thì về chuồng nuôi và thiết bị thì chúng ta nên sử dụng là chuồng bê tông, tránh để rò rỉ và ngưng tụ, cái nơi thông thoáng và nhiệt, quản lý nước uống và hệ thống cho ăn. Thì quản lý chúng ta sẽ làm sạch hay khử khuẩn, an toàn sinh học, và quản lý chất động chuồng, mật độ chăn nuôi, rồi chúng ta kiểm soát cái stress. Đối với lại dinh dưỡng thì đây là một cái cải thiện hệ thống phòng thủ không có đặc hiệu, tối ưu hóa khi khả năng miễn dịch chung và giảm rủi ro về viêm ruột. Thì chúng ta cần phải cân bằng khẩu phần ăn với hàm lượng đạm thô thấp, nhưng bổ sung thêm các loại amino acid, ví dụ như threonine, alanine, arginine. Đây là hai cái loại axit amin có thể làm sản sinh ra được cái chất dịch nhầy đường ruột, giúp cho bảo vệ đường ruột tốt hơn. Chúng ta có thể sử dụng enzyme NSP để làm giảm độ nhớt của thức ăn, giúp cho cái quá trình hấp thu chất dinh dưỡng tốt thì nó sẽ ít tổn thương cái vi nhiễm đường ruột. Bổ sung thêm vitamin A, D, E hay là niacin. Khoáng thì sử dụng khoáng vi lượng, ví dụ như là kẽm hay là selen và các axit béo mạch ngắn thiết yếu. Chúng ta có thể sử dụng những các phụ gia để tăng cường miễn dịch. Hiện tại thì đang là cái xu hướng của việc sử dụng là phytogenic nè, sử dụng nucleotide hay beta-lucan thì cũng giúp chúng ta quản lý được cái bệnh cầu trùng. Về công tác thú y thì chúng ta phải quản lý những cái bệnh gây ra suy giảm miễn dịch, ví dụ như là sử dụng những cái vaccine để phòng ngừa các bệnh như rubéola nè, rồi Newcastle, hay chúng ta có thể sử dụng những cái loại kháng sinh để phòng ngừa viêm ruột hoại tử. Thì về công tác quản lý cầu trùng, chúng ta có thể tiếp cận cách toàn diện đa chiều, từ quản lý chuồng trại cho tới là quản lý dinh dưỡng và công tác thú y, để góp phần kiểm soát được cái bệnh cầu trùng, nâng cao cái thành tích chăn nuôi cũng như là nâng cao được cái lợi nhuận. Về miễn dịch đặc hiệu thì thường là người ta sử dụng vaccine cầu trùng. Như chúng ta đã biết thì hầu hết các Emeria đều là cho đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào và tùy theo loài. Để chủng ngừa vaccine cầu trùng mà thành công á, thì việc hình thành cái miễn dịch chống lại cái bệnh cầu trùng thì phải yêu cầu vật chủ thì phải trải qua toàn bộ cái chu trình của cái bệnh cho đến khi miễn dịch được hình thành. Thì ta thấy được là khi mà ở trong cái việc mà bổ sung các vaccine cầu trùng, thật ra là chúng ta đã cho con gà nó ăn cái nang noãn của vaccine vào, thì lúc đó thì gà nó ăn vào thì nang noãn nó sinh sản ra cầu trùng, và từ đó thì nó sẽ nhân lên thành bào tử và đi rơi vào trong các chất động chuồng. Thì cái vòng đời tiếp theo thì con gà nó sẽ ăn vào nang noãn của vaccine, và nang noãn vaccine nó phải sản sinh thêm ra, và nang noãn sẽ hình thành bào tử rơi vào chất động chuồng, và cứ tiếp tục như vậy từ 3 đến 5 vòng đời thì là nó sẽ hình thành nên cái miễn dịch trung gian. Thì sau một số lần lặp lại á, thì vòng đời của cầu trùng thì chúng ta thấy là việc chủng ngừa vaccine cầu trùng sẽ thành công. Vaccine cầu trùng nào mà có nhiều loài, nhiều chủng Emera thì là sẽ cho đáp ứng miễn dịch vững chắc chống lại cái bệnh cầu trùng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, đây là chúng ta sử dụng vaccine cầu trùng thì bản chất của vaccine cầu trùng nó cũng là gây ra bệnh cho đến khi nó hình thành được miễn dịch. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là khi mà chúng ta sử dụng thì con gà nó bị nhiễm cầu trùng thì nó có ảnh hưởng đến thành tích chăn nuôi hay không, và thứ hai nó khi mà sử dụng vaccine cầu trùng ở trong chuồng trại, liệu chăng rằng nó có thể sản sinh ra bào tử và nang noãn để
lặp lại từ 3 đến 5 chu kỳ để tạo ra cái việc mà chủng ngừa vaccine thành công hay không. Đó là những câu hỏi rất là thiết yếu khi chúng ta sử dụng vaccine cầu trùng. Hay là những câu hỏi ví dụ như chúng ta đang sử dụng vaccine cầu trùng nhưng mà trong cám chúng ta sử dụng mà có bổ sung thuốc kháng cầu trùng, như vậy thì việc làm vaccine có hiệu quả hay không? Đó là những câu hỏi cần phải đặt ra trước khi chúng ta quyết định sử dụng vaccine. Thì việc chủng ngừa vaccine cầu trùng trong chăn nuôi á, thì bản chất nó cũng thật ra là chỉ là cho con gà nó tiếp xúc với lại cái cầu trùng với một cái liều được chúng ta kiểm soát. Tuy nhiên nó vẫn gây ra tổn thương ở mức độ nhất định trên ruột gà. Do đó là khi chúng ta sử dụng vaccine thì cái giai đoạn đầu tiên là gà bị tổn thương, vậy nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích chăn nuôi. Đối với lại những cái vòng đời chăn nuôi ngắn ngày như gà trắng từ 42 đến 45 ngày tuổi xuất chuồng mà chúng ta mất đi khoảng chừng 20 đến 25 ngày thì mới có được miễn dịch vaccine, hoặc tới 28 ngày thì chúng ta nên đặt câu hỏi là việc chúng ta sử dụng vaccine trong chăn nuôi gà ngắn ngày có hiệu quả hay không, với việc mà chúng ta bỏ ra số tiền đầu tư lớn và cái hiệu quả mang lại có mong muốn như chúng ta yêu cầu hay không. Thì đây là cái chương trình vaccine cầu trùng của công ty gà giống Avigen. Chúng ta thấy được là tùy loài, ví dụ như Acevulina ít nhất là phải có 3 chu kỳ, là tới khoảng tầm ngày 19 cho đến ngày 21 thì nó mới bắt đầu có khả năng bảo hộ từ ngày 22 trở đi. Đối với lại Maxima thì ít nhất là cho tới ngày 19 thì nó mới có khả năng bảo hộ. Unicaptis thì nó dài hơn, nó mất tới 3 chu kỳ và cái khả năng bảo hộ nó chỉ bắt đầu từ ngày thứ 31. Nhưng mà nếu mà chúng ta nuôi gà trắng mà tới 42 ngày tuổi thì cái hiệu quả sử dụng vaccine chỉ có 10 ngày. Thì liệu rằng là cái hiệu quả đầu tư của chúng ta có phù hợp hay không? Hay đối với lại Tenella, Tenella ở trên manh chèn rất là phổ biến. Thì tới ngày thứ 28 nó mới có khả năng bảo hộ. Vậy câu hỏi đặt ra là từ ngày thứ nhất cho tới ngày 28 thì con gà trắng của chúng ta nó bị nhiễm cầu trùng, nó ảnh hưởng tới thành tích chăn nuôi và nó gây ra thiệt hại như vậy. Thì việc sử dụng vaccine của chúng ta nó có hoàn vốn so với lại việc đầu tư hay không? Đây là một cái khuyến nghị của công ty gà giống. Thì về công cụ chuyên biệt là vaccine, như chúng ta có đề cập là vaccine cầu trùng á, thì nó được thương mại hóa từ lâu rồi, từ những năm 1950 là được cấp phép bằng sáng chế vào năm 51. Thì có những cái loại vaccine ví dụ như là vaccine không nhiệt độc cho gà thịt nè, rồi vaccine nhiệt độc cho gà thịt, rồi trộn lẫn giữa cái chủng nhiệt độc và không nhiệt độc. Như vậy chúng ta có 3 loại vaccine nhiệt độc, vaccine không nhiệt độc và vaccine là hỗn hợp giữa nhiệt độc và không nhiệt độc. Thì về ưu điểm nếu mà chúng ta trải qua được cái chu kỳ mà bảo hộ của vaccine rồi á, thì ví dụ như là đối với lại Acevulina từ ngày thứ 23 trở đi thì nó kiểm soát được cầu trùng rất là tốt, cho phép phục hồi lại độ nhạy của cái việc mà sử dụng thuốc kháng cầu trùng. Thì sử dụng vaccine thì nó không có tồn dư cũng như không cần ngân thuốc và không mang ý nghĩa tiêu cực. Nó thấy được vaccine đó, thì đây vaccine là một cái khái niệm ưu việt khi chúng ta sử dụng kết hợp giữa việc chúng ta dùng thuốc và việc sử dụng vaccine để chúng ta tái tạo lại cái khả năng nhạy cảm của những cái loại thuốc mà chúng ta sử dụng để kháng cầu trùng. Và nhược điểm đầu tiên là về chi phí rất đắt đỏ. Chi phí cho chủng ngừa vaccine, ví dụ như chúng ta phun nè, hay là chúng ta phải bổ sung thêm chất đệm và nhân công thì là nó đắt tiền. Rồi thứ hai nữa là khi dùng vaccine thì chúng ta phải nghĩ tới là chúng ta phải bỏ ra cái chi phí miễn dịch. Ví dụ như chi phí miễn dịch đối với lại vaccine cầu trùng là nó bị tổn thương vi mô ruột, rồi nó phát sinh kế phát, vi khuẩn kế phát thì nó là ảnh hưởng đến thành tích chăn nuôi và nó ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của con gà. Rồi việc mà chủng ngừa thì chúng ta phải quản lý chuồng nuôi. Ví dụ như là nếu mà chúng ta chủng ngừa vaccine nhưng mà chúng ta không có tạo điều kiện để cho chất độn chuồng nó có khả năng phù hợp để cho cái con cầu trùng này nó sinh ra bào tử và nó hình thành nang noãn tế bào á, thì nó lại không có ăn vào được trong cái con gà để nó tiếp tục cái vòng đời. Như vậy thì việc mà bảo hộ ít nhất là phải từ 3 chu kỳ trở lên, mà chúng ta không có đạt được như vậy thì việc làm vaccine chúng ta không hiệu quả. Và chúng ta cần phải có thời gian để phát triển miễn dịch. Thì khi mà cần thời gian
phát triển miễn dịch ít nhất là khoảng 21 ngày. Như vậy thì chúng ta lại và làm ngắn lại cái giai đoạn vồ béo. Vì gà chúng ta là 42 đến 45 ngày xuất chuồng thì chúng ta bắt buộc phải xuất chuồng. Tuy nhiên khi nó bị tổn thương đường ruột rồi nó bị ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột thì nó lại ảnh hưởng tới cái thời gian chúng ta cho nó ăn và vỗ béo để nó tăng trọng nhanh. Rồi khi mà sử dụng vaccine thì chúng ta sẽ phải chấp nhận được là cái việc mà vaccine nó bị phản ứng. Ví dụ như là nếu kiểm soát không tốt thì nó sẽ gây ra cái bị loạn khuẩn trong đường ruột. Nhưng chúng ta có thể thấy được là nhiều khi nó sẽ tăng sinh cái hại khuẩn và nó làm giảm đi cái lợi khuẩn thì nó mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột hay là nó có tác động lên cái bệnh viêm ruột hoại tử. Thì mặc dù nó có những ưu điểm và khuyết điểm nhưng mà chúng ta vẫn nhận thấy được rằng vaccine là một cái công cụ có giá trị để phục hồi độ nhạy của thuốc phòng cột trùng. Nếu mà chúng ta đang sử dụng thuốc phòng cột trùng mà nó bị hoàn toàn kháng thuốc hoặc lần thuốc thì chúng ta nên chọn giải pháp là chúng ta sử dụng khoảng 1 đến 2 chu kỳ là vaccine cột trùng để chúng ta phục hồi lại cái độ nhạy của cái thuốc kháng cột trùng. Hầu hết cho gà dài ngày, ví dụ như gà đẻ thì chúng ta thấy được là gà dài ngày thì sau khoảng thời gian khoảng chừng là 30, 32, 33 ngày thì là lúc đó thì nó đã sinh ra miễn dịch của cột trùng rồi thì lúc đó nó đã có khả năng bảo hộ cột trùng. Thì đó là những việc mà nuôi gà dài ngày thì cái việc mà sử dụng vaccine cột trùng là tương đối là phù hợp. Hoặc là những cái chương trình mà nuôi gà mà không có sử dụng kháng sinh thì chúng ta có thể sử dụng vaccine cột trùng. Ở đây chúng ta thấy được là cái sự phát triển của vi nhung mao đường ruột. Tại sao chúng ta nói về vi nhung mao đường ruột? Tại vì cầu trùng nó gây ảnh hưởng tới cái tác động lên cái sức khỏe của vi nhung mao đường ruột. Nếu mà sự phát triển của cầu trùng ở trong đường ruột nó nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái việc mà phát triển vi nhung mao đường ruột, và vi nhung mao đường ruột phát triển không tốt thì là chúng ta thấy được cái hình đây là cái vi nhung mao này nó răng ngắn thì nó ảnh hưởng tới cái khả năng hấp thu dinh dưỡng và nó làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng. Nếu mà tác động bởi cầu trùng nữa thì nó làm cho cái vi nhung mao này nó ngắn thêm nữa thì nó làm cho cái khả năng mà hấp thu dinh dưỡng lại càng thấp. Tuy nhiên nếu mà chúng ta quản lý tốt cái việc mà kiểm soát cầu trùng thì cái vi nhung mao nó phát triển tương đối đầy đủ, từ đó thì nó sẽ tạo ra được cái diện tích tiếp xúc đồng đều và nó hấp thu chất dinh dưỡng tốt thì con gà chúng ta lớn nhanh. Về sức khỏe đường ruột mà liên quan tới cột trùng là rất là quan trọng. Cái công cụ thứ hai, đây là cái công cụ phổ biến trên thế giới mà hầu như tất cả các nước, các quốc gia khu vực Đông Nam Á hay trên toàn cầu người ta đều sử dụng, đó là thuốc phòng cột trùng trong thức ăn. Thì việc mà áp dụng thuốc phòng cột trùng là từ những năm 1940. Như chúng ta đã biết là cột trùng mà phát hiện đầu tiên là năm 1890. Vậy mãi sau khoảng 50 năm thì người ta mới áp dụng thuốc phòng cột trùng trong thức ăn. Thì thuốc phòng cột trùng thì nó có những dạng hóa chất, ví dụ hóa chất kháng cột trùng hay là dạng Enafor kháng cột trùng. Dạng thứ ba đó là kết hợp giữa dạng hóa chất với lại Enafor. Thì ở bên Ủy ban châu Âu thì người ta cho phép sử dụng cái việc mà sử dụng thuốc cầu trùng trong cái thức ăn chăn nuôi gà. Thì đây là một cái nghị định vào năm 2008 người ta quy định là hiện tại thì cái việc mà sử dụng cái thuốc kháng cầu trùng ở trong thức ăn cho gà là rất là cần thiết. Cái việc này nó giúp cho bảo vệ sức khỏe của con vật nuôi cũng như là phòng ngừa những cái bệnh trong quá trình chăn nuôi gà. Thì vào một cái thống kê năm 2019 người ta thấy được là trên toàn cầu thì việc mà sử dụng thuốc kháng cầu trùng nó chiếm khoảng 85% đối với lại ngành chăn nuôi gà và sử dụng vaccine là khoảng 15% đối với lại ngành chăn nuôi gà mà người ta không có sử dụng kháng sinh. Thì chúng ta thấy được là việc mà sử dụng cái thuốc cầu trùng mà trong thức ăn á nó có những ưu điểm, ví dụ như chúng ta thấy được là nó cho kết quả kiểm soát cầu trùng rất là tốt, chi phí thì hiệu quả chắc chắn là nó sẽ hiệu quả hơn là vaccine rồi, việc áp dụng dễ dàng và đáng tin cậy trong thức ăn. Vì khi mà chọn những cái chất thuốc kháng cầu trùng vào trong thức ăn thì chúng ta đảm bảo rằng là con gà nó luôn luôn được cung cấp cái thuốc kháng cầu trùng trong cái quá trình chăn nuôi, và chúng ta có thể áp dụng được cho các loài khác nhau và nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe đường ruột hoặc là tăng trọng. Về nhược điểm thì là
việc mà sử dụng thuốc cầu trùng mà không có quản lý tốt thì nó sẽ gây ra sự đề kháng và đề kháng chéo. Ví dụ như là nó vài vòng đời thì cái con cầu trùng này nó thích nghi với lại một cái loại thuốc kháng cầu trùng nên chúng ta tiếp tục sử dụng nữa thì nó lại không có hiệu quả. Hoặc là những cái thuốc kháng cầu trùng mà nó có cùng công thức phân tử nó sẽ gây ra sự đề kháng chéo, và nếu mà dùng quá liều thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn. Nhưng mà thấy được là cái việc mà sử dụng thuốc mà cầu trùng trong thức ăn, đây là một cái công cụ phổ biến nhất trên thế giới được dùng trên gà thịt. Trong chăn nuôi gà thịt là hầu như tất cả các quốc gia đều dùng cái thuốc kháng cầu trùng này, nó chiếm từ 50 đến 95% tùy thuộc vào từng khu vực trên thế giới. Khi mà đề cập tới cái Inofor thì chúng ta thấy được là cái tính năng của cái Inofor, đây là một cái loại thuốc kháng cầu trùng, nó chống lại cái dạng ngoại bào từ sporozoite với lại merozoite, là đây là cái giai đoạn ngày ngày thứ nhất là nó đã có hiệu quả rồi, tới ngày thứ ba thì nó đã chống lại được cái ngoại bào của con cầu trùng này rồi. Và sử dụng Inofor thì nó chậm cái sự phát triển đề kháng nếu mà so với lại thuốc phòng cầu trùng dạng hóa chất. Khi mà sử dụng Inofor thì nó cho phép phát triển cái hệ miễn dịch của con gà chống lại bệnh cầu trùng, và những cái phản ứng thì có thể đoán trước được và cái năng suất thì nó ổn định. Về độ an toàn thì chúng ta có thấy được là nếu mà sử dụng không khéo thì nó sẽ gây ra giảm lượng ăn vào, giảm tăng trọng, tăng HCR và không đồng đều. Hiện tại trên thế giới Inofor đây là một cái công cụ rất là tốt và nó được xem như là cái xương sống để kiểm soát cầu trùng. Nhưng chúng ta cần phải chú ý đến những cái phản ứng phụ. Ví dụ như là nếu chúng ta sử dụng quá liều thì chúng ta phải xác định được liều tuyệt đối, liều tương đối, xác định chính xác và tính đồng nhất của sản phẩm. Là khi ví dụ như bây giờ chúng ta đưa vào trộn trong thức ăn thì chúng ta phải biết được là cái việc mà sử dụng thuốc cầu trùng này được trộn đều trong trong thức ăn, tránh trường hợp là chúng ta bổ sung thuốc cầu trùng vào cái máy trộn chúng ta không đồng đều thì nó sẽ gây ra hiện tượng là cái chỗ có thuốc cầu trùng và chỗ không có thuốc cầu trùng, thì nó sẽ gây ra sự quá liều không cần thiết nếu con gà nó ăn trúng phải cái thức ăn mà có chứa quá nhiều cái thuốc kháng cầu trùng. Và chúng ta phải xem những cái dạng sản phẩm này là nó rất là quan trọng, ví dụ như là dạng bột hay là dạng vi hạt. Nếu mà dạng vi hạt thì cái tỷ lệ đồng nhất và đồng đều nó sẽ tốt hơn so với là dạng bột. Thì trong dạng bột nếu mà tùy vào cách sản xuất thì có những sản phẩm mà nó tơi xốp đều thì việc trộn nó tốt. Tuy nhiên có những cái sản phẩm cũng là dạng bột nhưng mà nó không tơi xốp đều thì nó sẽ bị vón cục. Lúc đó nó sẽ gây ra sự trộn không đồng đều ở trong cái quá trình sản xuất chăn nuôi. Câu hỏi tiếp theo là chúng ta nên sử dụng là chất kháng cầu trùng là từ hóa chất hay là hoặc là Inofor. Như vậy thì chúng ta có một cái so sánh, ví dụ như về hóa chất. Hóa chất thì chúng ta điểm mạnh đây là cái chất là diệt cái cầu trùng mạnh thì nó sẽ làm sạch được cầu trùng. Đây là hóa chất thì an toàn, nó vừa có liều phòng vừa có liều trị và phục hồi hiệu quả cho Inofor. Như vậy thì chúng ta thấy được là cái việc mà sử dụng Inofor nó cũng gây ra kháng thuốc, và sử dụng cái chất kháng cầu trùng bằng hóa chất nó cũng gây ra kháng thuốc. Chúng ta nếu mà sử dụng Inofor một thời gian thì chúng ta phải quay qua chúng ta sử dụng lại về thuốc kháng cầu trùng từ hóa chất để cho nó phục hồi cái hiệu quả. Và điểm yếu của cái hóa chất kháng cầu trùng đây là nó nhanh mất cái hiệu quả vì nó nhanh kháng thuốc, không có tác dụng kháng khuẩn, và một số thì nó cũng hấp thu kém ở trong 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 đường ruột của con gà. Rồi nó giới hạn về sự phát triển miễn dịch, thì khi sử dụng thuốc kháng cầu trùng hóa chất thì phần lớn nó bị giới hạn về sự phát triển miễn dịch ngoại bào và nhạy cảm với nhiệt độ. Hóa chất thì ví dụ như salinomycin thì nó nhạy cảm với nhiệt độ là trên 80 độ C là nó tương đối là nhạy cảm. Đối với lại cái chất kháng cầu trùng thì Inofor thì cái điểm mạnh đây là nó có tác dụng kháng khuẩn. Inofor thì có tác dụng kháng khuẩn và Inofor nó cho phép sự rò rỉ dẫn đến đáp ứng miễn dịch. Thì trong cái việc mà sử dụng cái kháng sinh á thì nó có một cái nguyên tắc đó là sự rò rỉ và không rò rỉ. Nếu mà cái loại kháng sinh nào mà nó cho phép rò rỉ á thì là nó có thể sử dụng lâu hơn so với lại cái kháng sinh nào mà không cho phép rò rỉ. Nên từ đó nó dẫn đến nó
chậm bị đề kháng cũng như là cái kháng thuốc. Và Enofor thì gần như là không hấp thu nên nó rất là an toàn trong cái quá trình sử dụng. Về điểm yếu thì cái khoảng an toàn của Enofor là nó tương đối hẹp, nên chúng ta phải cân nhắc trong việc mà lựa chọn cái nồng độ sử dụng thuốc kháng cực trùng từ Enofor, và chúng ta chỉ sử dụng Enofor ở cái liều phòng thôi để chúng ta đảm bảo cái sự an toàn. Và khi mà sử dụng quá liều thì nó có thể ảnh hưởng tới cái lượng ăn vào hoặc là cái lượng nước uống. Thì trên thị trường chúng ta thấy được là có nhiều sản phẩm kết hợp từ hóa chất cộng với Enofor. Thì Fabro có cái sản phẩm là Avia Plus, là đây là một cái sản phẩm độc quyền mà dạng hạt có hai phân tử, đó là Nicabazin và Sandoramycin. Ngoài ra trên thị trường người ta cũng có trộn một cái nền, đó là Nicabazin cộng với lại Narazin hay Madaramycin, Monazin hay là Salinomycin. Chúng ta có thể tự chúng ta thiết kế những cái sản phẩm mà chúng ta mua, ví dụ như là cái Aviax 5% này là chính là Sandoramycin 5%, Nicabmit chính là Nicabazin 25%, Aviax Plus là đây chính là Nicabazin cộng với lại Sandoramycin. Thì chúng ta có thể sử dụng cái liều là 15 ppm thì tương đương với 300 gram trên tấn, cộng với lại 40 ppm Nicabazin thì là tương đương với 160 gram. Thì chúng ta có thể tạo được một cái sản phẩm vừa là có nguồn gốc từ hóa chất mà vừa có nguồn gốc từ Enofor để chúng ta sử dụng kết hợp. Hay là chúng ta có thể sử dụng là Salinomycin là Coxistat 12% với lại Nicabazin kết hợp lại, rồi Salinomycin cộng với lại Nicabazin ở liều 40 và 45 ppm. Như vậy thì chúng ta có tùy vào cái thời điểm mà chúng ta sẽ xem xét đánh giá mà chúng ta có thể kết hợp giữa Nicabazin, kết hợp giữa Salinomycin, kết hợp với lại Sandoramycin. Thì sản phẩm kết hợp là chúng ta thấy được là khi sử dụng sản phẩm kết hợp thì phần lớn cái Nicabazin là sản phẩm chủ lực để kết hợp với lại các gốc Enofor, ví dụ Sandoramycin, Monazin, Narazin, Salinomycin và Madaramycin. Và cái tác động nó chủ yếu là trong cái đường ruột, nó không có thẩm thấu qua ruột nên là nó không đi vào máu. Thì lúc nãy chúng ta có đề cập đến sự đề kháng và mức độ hiệu quả, thì ở đây có một cái mô hình lý thuyết, đó là cái mô hình về cái sự rò rỉ. Chúng ta thấy đây là số lần sử dụng chất kháng cầu trùng. Đối với lại cái việc mà sử dụng mà kháng sinh kháng cầu trùng mà nó không có bị rò rỉ thì chúng ta thấy chỉ thấy tới lần thứ 6 thì gần như hiệu quả mà kiểm soát cầu trùng nó trở về không mà. Chúng ta chỉ sử dụng được cao tốt lắm là 3 lần lặp lại đối với lại cái hóa chất là chỉ áp dụng được 3 lần. Tuy nhiên đối với lại cái việc mà kháng sinh mà có khả năng rò rỉ thì chúng ta có thể sử dụng được tới 12 lần lặp lại, thì nó chỉ dao động cái hiệu quả từ 90 xuống còn 60. Thì thông qua cái việc mà cho phép sự rò rỉ thì việc mà sử dụng Enofor nó sẽ giúp cho cái việc lần thuốc nó sẽ chậm hơn so với lại việc sử dụng những cái sản phẩm là từ hóa chất, nó sẽ gây ra lần thuốc rất là nhanh, chỉ nên sử dụng là khoảng 3 lần lặp lại đối với lại hóa chất. Thì về ý nghĩa thực tiễn thì chúng ta thấy được là ở đây là có một cái thang là ở phía trên màu đỏ, đó là không có sự rò rỉ, thì ở đây nó tương đương với lại sự phát triển cái sự đề kháng rất là nhanh. Ở đây cái thang màu xanh thì nó có cái sự rò rỉ thì nó chậm phát triển sự đề kháng. Thì chúng ta thấy được ở góc độ này thì những cái nhóm như Enofor, Nicabazin, Amprolium là nó nằm ở cái phần màu xanh này thì nó chậm phát triển sự đề kháng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta so sánh ở cái nhóm màu đỏ này thì là Dilazurin này, Decoctinase này, Halofukinolone này, Robendin này, là đây là những cái hóa chất kháng cầu trùng và nó không có sự rò rỉ nên là cái khả năng mà phát triển đề kháng rất là nhanh. Nên chúng ta phải cân nhắc trong cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc mà kháng cầu trùng trong thức ăn cho gà. Rồi cách tốt nhất là chúng ta nên sử dụng sản phẩm kết hợp có sự phát triển sức đề kháng chậm hơn so với lại một sản phẩm đơn lẻ.
Ở đây là một cái nghiên cứu ở Brazil thì người ta thấy được là cái monoxin với lại solanomycin ở sử dụng cái liều 110 với lại 66 ppm á, thì nó không có khả năng kiểm soát cái con Acerbulina. Sau một thời gian là nó chỉ ra rằng là những cái bệnh tích nè, điểm bệnh tích này nó cao lên nè, rồi hệ số chuyển hóa thức ăn nó cao lên so với lại việc sử dụng Inotfor. Thì đây là một cái khảo sát vào năm 2020 người ta thấy được cái điều đó. Và cái Inotfor mà cái hóa trị một á, thì thường nó sẽ kỳ vọng là nó sẽ tác động mạnh đối với lại cái con Acerbulina này. Về giải pháp thì chiến lược mà luân phiên sử dụng thuốc kháng cầu trùng, đây là cái chiến lược giúp giải quyết vấn đề đề kháng và đề kháng chéo. Thì từ năm 2011 thì Beck và Ledman đã đề ra cái nguyên tắc luân phiên thay đổi thuốc kháng cầu trùng từ một nhóm này sang nhóm khác và sau vài vòng sử dụng. Chúng ta thấy được đây là một cái biểu tượng của cái sự luân phiên. Thì ở đây chúng ta thấy được là có một cái chương trình gọi là cái full program hay là stress program á, là chương trình này nó mang một cái nghĩa là một loại thuốc kháng cầu trùng chúng ta sử dụng từ ngày đầu tiên cho tới ngày ngưng thuốc, ví dụ như trong nuôi gà con, gà lứa, gà thịt, từ ngày 0 cho tới ngày 37 hoặc là ngày 42. Đối với setup program là cái việc mà sử dụng này nó chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một, giai đoạn ở giai đoạn là từ gà con với gà trai, và giai đoạn thứ hai là ta sử dụng một cái loại thuốc kháng cầu trùng khác ở giai đoạn là gà thịt, như từ 0 đến 21 ngày và 21 đến 37 ngày. Và chúng ta cũng nên sử dụng thêm một vài lần vaccine trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thuốc kháng cầu trùng. Có thể sử dụng vaccine một mình hoặc có thể sử dụng gọi là bao sách đồ, đây là việc sử dụng vaccine. Sau đó mình sử dụng Inafor liều thấp để khắc phục được nhược điểm của vaccine. Hay là biophytosystem là sử dụng vaccine, sau đó sử dụng phytogenic để khắc phục được những cái nhược điểm vaccine và tăng cường cái hệ miễn dịch. Đây là một trong những cái vấn đề thiết yếu và thời sự hiện tại tất cả các nơi trên thế giới, là việc sử dụng thuốc kháng cầu trùng là luôn luôn gặp cái vấn đề kháng thuốc, và tất cả các nơi đều áp dụng cái giải pháp là luân phiên và sử dụng chiến lược luân phiên để giải quyết những cái vấn đề đề kháng và kháng đề kháng, là cho mang lại hiệu quả rất là to lớn trong cái ngành chăn nuôi gà trắng. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn có quan tâm theo dõi thì xin vui lòng đăng ký kênh YouTube LB Quốc để có nhiều thêm thông tin bổ ích. Xin chân thành cảm ơn.